Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến với clip tiếp theo của Đội Chín Tám Gaming. Thì uh, theo như lịch trình ấy, thì ngày mai là ngày kỷ niệm một năm mà game Battle Royale ra mắt lên uh, thịnh hành toàn thế giới. Thì uh, theo như lịch trình thì ngày mai sẽ có rất là nhiều phần quà và mã cốt cao pun Theo như lịch trình là đúng như lịch trình. Thì à, cái mã cốt cao pu thì mình không có biết là có ra hay không. Nhưng mà cái phần quà ngày mai thì sẽ có rất là nhiều phần quà các bạn nhé. Thì uh, trên đây là một số thời gian mà nhà phát hành đăng lên cho các bạn để các bạn biết khi các bạn nhận quà. Nếu như các bạn đăng nhập vào đủ cái thời gian này thì các bạn sẽ nhận được hết tất cả các quà đấy các bạn. Thế là mai các bạn cố gắng đăng nhập hết tất cả mọi người nhé. Đăng nhập hết đi để để lấy quà của nhà phát hành nhé các bạn nhé. Thì đây, mình sẽ đăng lên cho các bạn nhé. Đó, đây chính là cái lịch trình này. Mình sẽ thu nhỏ lại cho đỡ che cái màn hình của mình nhé. Đấy. Đây các bạn nhìn thấy kỹ chưa? Đấy. Thì vào tầm 4 giờ thì 4 giờ này là 4 giờ sáng nha. 4 giờ sáng. Thời gian bắn pháo hoa này các bạn, đây là thời, thời gian bắn pháo hoa nhé. Đấy, và thời gian này cũng là thời gian nhận quà luôn. Đấy, thời gian mà pháo hoa ở trên các uh, trong game ấy thì sẽ là 4 giờ sáng này, 8 giờ, 12 giờ, 4 giờ chiều và 8 giờ tối nha các bạn nhé. Đấy, các bạn ấy sẽ các bạn khi các bạn vào xem uh, pháo hoa và những khung giờ này thì các bạn sẽ được nhận thưởng nha các bạn nhé. Thì thời gian nhận à và cái thời gian này là cũng là bên uh, giờ này là giờ của bên Mỹ rồi nha các bạn. À giờ bên Hàn Quốc nha các bạn nhé. Thì tính ra nó sẽ là 2 giờ sáng này. 2 giờ sáng này và 6 giờ sáng ngày 2 giờ sáng này, 6 giờ sáng và 10 giờ sáng, 10 à 2 giờ chiều và 6 giờ chiều. Đấy, đây là những thời gian các bạn nhận quà. Thời gian nhận quà sẽ là nếu mà các bạn xem vào lúc 2 giờ sáng thì các bạn sẽ nhận được một bánh sinh nhật này, à bánh sinh nhật vẽ này. Và nếu bạn xem vào tầm uh, 6 giờ này, 6 giờ Việt Nam ấy, 8 giờ bên Hàn Quốc thì các bạn sẽ nhận một bốc thăm bánh sinh nhật này. Cái bốc thăm giấy sinh nhật thì các bạn được bốc hàng ngày rồi mà đúng không? Các bạn mới bốc hàng ngày đấy. Cái tiếp theo là cái vé bánh sinh nhật vào tầm 10 giờ sáng này và 4 giờ chiều à, 2 giờ chiều các bạn xem cũng là vé bay sinh nhật này và 6 giờ chiều các bạn bốc theo bốc xăm cũng là một bốc bốc thăm bánh sinh nhật hết tổng các bạn sẽ được bốc thăm hai lần và ba lần các bạn được vé bánh sinh nhật nha các bạn nhé đó đấy, mỗi lần các bạn vẽ như thế các bạn sẽ được nhận quà từ của nhà phát hành nha các bạn nhé đấy còn không biết ngày mai nhà văn có ra mã cốt không như theo lịch trình đã hứa thì nhà văn hành kêu là ngày mai khi khi tổ chức thì nhà văn hành sẽ ra cái mã cốt để ưu đãi các bạn và không biết là ngày mai có tặng quà bảo trì có biết không quà kiểu như quà ra mắt một năm ấy các bạn thì bây giờ chúng ta cũng chờ đợi đây là mình mới thông báo thôi thông báo cho các bạn để biết thôi còn ngày mai chúng ta hãy chờ đợi xem phần quà và mã cốt và những xem đăng nhập và những thứ đấy được quà gì nhá nếu mà mình được thì mình nếu mà mình mở được sớm thì mình sẽ đăng lên cho các bạn cùng xem nha rồi clip mình xin dừng tại đây thôi